Truyền thống của ông bà cha ta ngày xưa luôn là đỉnh nhất. Đúng vậy, về phải sắm một con mới được. Cho nên cái hàm ý của cái phần mở màn này thưa quý vị là gì? Truyền thống ông bà cha mẹ, đi theo cái nền nếp của ông bà cha mẹ là chắc chắn sẽ thành công. Đúng vậy. Thì thưa quý vị, trước khi chúng tôi chào quý vị thì xin phép được mời ra đây những con người không thể thiếu của chương trình Bảy Ruột Cười Xuân. Thưa quý vị, chúng ta chào đón Tiến Luật. Cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho Bảy Nụ nha. Chúng ta chào đón Lam Vĩ Dạ. Chúng ta chào đón Ninh Dương Lan Ngọc. Thưa quý vị, như vậy là anh em chúng tôi đã đầy đủ. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Bữa nay nhạc sao á nha. Cũng vậy mà. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Và đêm hôm nay là đêm 22 tháng Chạp, có nghĩa là ngày mai là 23 tháng Chạp, là ngày đưa ông táo về trời. Đúng vậy, tục lệ truyền thống để gọi là nhờ ông táo về. Báo cáo với là Ngọc Hoàng, năm nay gia đình con sao rồi, năm mới ban thêm cho nhiều cái sức khỏe bình an. Nếu như mà ông có về thì ông nhớ báo là năm nay anh em tụi con cũng khổ lắm ông ơi. Khổ lắm ông ơi. Không, tất cả mọi người đều phải mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng mà không sao thưa quý vị, tối đêm nay chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị nhiều tiếng cười để một phần nào đó giúp cho quý vị bớt nỗi mệt nhọc của cuộc sống hàng ngày. Hôm nay có Ninh Dương Lan Ngọc ở đây. Sao em thấy như em bị ho bị gì hả? Ho, có ho. Em chỉ ho nhẹ thôi. Tại vì ở bên trong đó rất là nhiều bụi. Gì vậy? Sao vậy? Nhanh rồi nếu ngoại anh Luật. Sao vậy? Đẹp quá hay sao? Không, tự nhiên nó ủ bên trong rất nhiều bụi, trong khi bên trong tôi đi ra tại sao tôi không ho mà em ho? Đây là Ngọc đó là đẹp ha. Dạ em cảm ơn anh. Anh bàn qua tới Thúy Ngân đi anh. Ngân cũng rất là xinh nha. Dạ thì hôm nay dạy hơi trẻ. Tại chị đi mua lần á. Dạ em đeo hai cái hạt sen đi chị. Em bị sưng mặt hay là sao? Có anh em mới cấy collagen. Ồ.
cấy nhưng mà tại vì có điều kiện cấy hơi nhiều. Em cấy mở cho nó căng. Ủa mặt chưa đủ mở cấy nữa. Kệ em đi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mời đến đây hai nhân vật rất là dễ thương. Đầu tiên là sự xuất hiện của Tú Hảo. Sao chị nhảy quá vậy? Lên trên nhà phải chạy. Hảo à, Hảo. Dạ em xin chào các anh chị nhà Bảy Nụ. Và Hảo xin gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình. Mình là Tú Hảo và hiện tại Hảo đang là người mẫu. Ok. Sắp tới có đóng phim nữa mà đúng không? Dạ có chút. Đó, phải hoạt động sôi nổi cho nó vui, khán giả thương mình nhiều hơn chứ không có gì á. Team em, công ty em đó. Cái chị hai em là chị ba. À, gà nhà của chị Ngọc gà đúng không? Gà nhà em đó. Ủa đây là chị hai hả? Dạ đây chị hai ạ. Chị là em lớn nhất trong công ty luôn hả? Lớn tuổi nhất luôn. Hỡi chị đó là chết à, hỡi chị đó. Chị qua đây cho em là... về công ty Ngọc được không? Trời ơi, chị em mà về là chị lớn hơn em luôn. Em mà về với là em làm bà cả rồi. Trời ơi. Em đây có Tú Hảo rồi, là một bạn nữ xinh đẹp, có một bạn trai đẹp. Phải có trai đẹp chứ. Đúng rồi. Và những vật này là những vật quen thuộc nhưng đầy bất ngờ. Xin giới thiệu Lâm Vinh Hải. Trời ơi, nhảy điêu luyện quá. Đúng rồi, dancer ha. Hết nhạc nè. Trời ơi. Khoan, bạn cho tôi góp ý cái được sao, không? Sao? Bình thường những số khác khi mà Hải không có tham gia, mình ra mình múa rất là khó. Đúng, cực khổ lắm, đúng không? Nhưng khi hôm nay Hải tham gia, động Hải dựng một cái bài giản múa tôi nói rất là khó luôn á. Ra lái xe. Lái xe vậy thôi. Đúng vậy. Về nhà ăn Tết. Rồi, thưa quý vị, quý vị thấy mà cái kỹ năng nhảy nhót của nghệ sĩ chúng tôi tăng lên theo từng mùa. Đó là nhờ sự chăm chút của Lâm Vinh Hải. Lâm Vinh Hải là người đứng sau tất cả những màn nhảy múa của chương trình này từ xưa tới giờ. Và khả năng nhảy nhót ở đây chúng tôi đã chừng lại một khoảng thời gian. Thật sự lúc đầu cái bài của Hải dựng rất là đẹp. Anh em tôi nhảy thành vui luôn. Hải em nói đi, em khổ với anh. Mà cái người mà nhảy lên chân nhiều nhất là Thúy Ngân. Sao lại lên chân? Cho Hải nói cái đi. Lên chân khổ dài nhất ở đây Hải. Trước tiên thì em xin nói là tại sao cái bài hôm nay nó dễ như vậy. Đúng rồi. Trước khi em ra đây nè, bên trong mọi người lúc đầu rất là chào đón em, anh hiểu không? Kiểu là ôi hôm nay Hải tham gia chương trình hả, rất là vui. Xong rồi em chết với anh nè. Anh chết với em nè. Xong là kiểu rất là ham hê đấy, mà kiểu là em hành mọi người. Ủa em đang nói chuyện bên trong hậu trường hả? Dạ. Và bên này ở ngoài không có bàn chuyện bên trong nha cưng. Dạ dạ rồi. Anh sợ ghê. Thì có thế nào mai mốt cũng nhảy cho chết nè. Mai mốt cho ke đầu rối loạn chương trình cho biết. Đây là những ngày cuối năm rồi thì chúng tôi có một số mời Tú Hảo và Lâm Vinh Hải cùng tham gia để cùng chúng ta cùng nhìn lại ha những cái gì mình đã làm cho chương trình và chương trình được yêu mến như thế nào. Gà nhà luôn. Ôi sao đổi. Gà nhà cô gái gần anh Giang cho tôi có hiểu sao tự nhiên kiều tôi cho Hảo ở trong đi. Anh bự con quá mà anh cứ đòi đứng chính giữa cho đội hình nó cưng anh. Không thì đó anh đứng xa ra luôn cũng được. Không phải ý của chị Ngọc là bọc vòng ngoài đó để khỏi chạy đó. Ngân nói gì có duyên vậy? Thì ngày mai ông Táo sẽ về trời. Ông Táo sẽ về trời, giờ dắt Ngân về luôn được không? Đó, ôm cá chép kìa. Thì lỡ như là không có duyên thì không có gì hết. Hết đêm nay thôi. Hết đêm nay thôi. Đến tới qua 23 tháng chạp thôi. Rồi từ từ duyên lên lại nghe. Tôi Hải thân mến. Dạ. Em với lại Lâm Vinh Hải là cũng ít tham gia những chương trình như thế này. Thì ở đây là yêu thương nhau lắm. MC dạ em thấy rồi, cái phòng ráng ở đầu cũng hết năm thấy nay là ok. Ráng thân nhé hết năm nay thôi nha. Làm sao để cho bé nó phát biểu nè. Rồi ok, là em đã bao giờ tham gia chương trình nào đó mà mình áp lực phải làm cho người ta mắc cười không? Dạ chưa. Đây là lần đầu tiên. Đừng bao giờ như vậy. Mình cứ thoải mái, mình cứ chơi vui vẻ. Anh em kế bên hốt hết. Dạ. Hốt hết. Ôi, chương trình này vui lắm em. Em cứ nghĩ sao nói vậy. Sao anh nói Tú Hảo Hảo rớt kìa. Em anh hốt còn em. Sao anh không hốt em? Tại sao tụi anh diễn lên tay là gì? Hốt cho Ngân riết. Trước khi chúng ta bốc thăm thì hai bạn khách mời sẽ không bốc thăm, chỉ có người trong nhà mình bốc thăm thôi. Sau đó mình thích người nào mình sẽ tìm cách nói cho họ về đội mình. Nhưng mà trước khi đến phần đó thì chúng ta sẽ có một phần về diễn xuất. Hai đứa đứng sát vô nhau. Hả? Dạ.
Đó, hai đứa yêu nhau 10 năm rồi. Bé này mới là người đòi chia tay. Bé này có một căn bệnh, nhưng mà nó không muốn làm phiền người yêu cũng như gia đình kiểu đó. Mà thằng này không biết điều đó. Thằng này cứ thắc mắc là tại sao tình yêu như thế, 10 năm như thế, trải qua nhiều cái đắng ngọt bùi như thế mà tại sao chia tay anh có lỗi gì? Em nghĩ 10 năm qua anh cũng dành hết thời gian và sự quan tâm cho em rồi, em biết điều đó. Em thật sự là cảm ơn những gì mà anh đã luôn dành cho em. Em nghĩ là cuộc tình mình đến đây đã ngừng lại được rồi anh ơi. Nhưng mà em phải cho anh biết cái lý do gì chứ. Chứ 10 năm em chỉ cần nói một câu chia tay thôi sao? Em không đủ tốt. Đợi anh xíu, hình như có một con ve nào. Sao anh cười? Anh cười hoài vậy, anh không tôn trọng em đúng không? Có một đó là lý do tại sao 10 năm qua bây giờ là em vẫn muốn kết thúc cuộc tình này đó. Thảo à, Thảo à. Dạ. Ai đây? Đây là ai? Ba dạ. Em ba thấy hả? Anh thấy đầu này hả? Ba dạ, em á. Ba em thì mới bóng như vậy hả? Con đi về. Ba dặn con bao nhiêu lần rồi? Ba phải cho con thời gian để. Không có thời gian. 10 năm trời người ta có thương con thật lòng không? Thương thật lòng tại sao 10 năm trời người ta không hỏi cưới con? Nhắc vô. Mỗi lần mà nhắc tới chuyện cưới hỏi là nó nhảy. Bác phải thông cảm với con. Nghề của con mà con không nhảy sao được? Nói chuyện với người lớn mà nắm mày bẻ tay hả? Đang nỉ. Đang nỉ. Đó, dừng lại. Lâm với Đại không có nhập tâm gì cả mọi người hả? Thế em đang cố gắng rồi á. Lúc đầu khi mà được gọi là những lời trong chương trình em vui lắm. Ở nhà em vui lắm, vui dã man luôn. Trời ơi, em thấy khổ luôn. Lần đầu tiên được xuất hiện bảy nụ cười xuân mà anh. Sáng nay em tới đây là tự nhiên cái áp lực nó đè lên vai em. Bây giờ em mới thấy khổ đúng chưa? Đó là không phải đơn giản một chương trình bảy nụ làm tới mùa năm mời không ai chơi nữa. Nói chưa, tại vì Hải là người biên đạo cho nên bước lên sân khấu với các anh em diễn viên xong bắt diễn lập tức liền với một cô gái đẹp khớp chứ. Ví dụ như mình giờ là mình diễn viên đúng không? Bắt mình qua nhảy chuyên nghiệp mình khớp không? Khớp à, chứ. Khớp. Đúng không? Bây giờ cho nên mốt dựng nhảy dựng đơn giản thôi nha. Mỗi người có một khó khăn riêng. Gì đâu mà đổ mồ hôi dữ vậy. Sợ. Bây giờ chúng ta bốc thăm nhé. Dạ. Cho các bạn nữ bốc trước nè. Trời ơi là trời. Anh tôi mày rủi đi. Ủa anh Luật không muốn về chung với chị Ngọc hả? Không. Chị phải đối đầu với ảnh. Sao không có gì vậy ta? Không phải do chị Su hả? Rồi chúng ta mời con số. Tôi số 1, tôi hy vọng Ngân và Ngọc đừng ai số 1. Em số 2 à? Em số 2. Yeah. Dạ số mấy? Dạ số 2. Trời ơi. Nếu đã vậy rồi thì nói gì nữa. Ủa? Bốn nữ luôn đi. Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu bên này chúng ta thuyết phục được Tú Hảo về thì mình sẽ có tứ đại mỹ nhân. Đúng rồi. Còn bên đây thuyết phục được Lâm Minh Hải, chúng ta sẽ có tam đại đồng đường. Đúng vậy. Còn nếu như bên đây mình thuyết phục được Tú Hảo, mình sẽ là bánh mì kẹp thịt. Không phải đâu. Đúng chủ đề. Hai ông một bà táo. Đúng rồi, hai ông một bà. Còn nếu như Lâm Minh Hải mà về đội bên đây thì có nghĩa là gì? Lạc giữa rừng hoa. Tam nam bất phú. Tam nam là bất phú. Tứ nữ bất bần. Tứ nữ là gì? Bất bần. Bất bần hả? Vậy sao tôi nghe là rất bần ta. Thảo ơi, em phải suy nghĩ. Lời chọn em đã thấy mấy số trước rồi. Cứ nữ về với nhau thì nam như không, mà nói thiệt nè. Nếu như là anh á, anh sẽ chọn về đội nam. Bởi vì em sẽ được cưng chiều với hai là người ta bảo vệ và sẽ thắng nhiều hơn bên này. Ít thắng lắm. Em sẽ suy nghĩ rồi. Mục đích em đến đây không phải là để thắng. Vậy đúng rồi ạ. Bảy thắng. Thảo, bảy anh hết mình. Thảo ơi, Thảo hết mình bảy. Mà không thắng thì hết mình làm gì? Thảo ơi, Thảo. Đó là lựa chọn của người ta. Em như một tờ giấy trắng, đừng có qua bên đó với ba con người đó. Em chơi xong hết đêm nay là em thành một tờ giấy màu sắc tùm lum luôn á. Còn Lâm Minh Hải là người của ban tổ chức, một mình một đội luôn cũng được. Trời ơi. Sao vậy anh? Thì đó. Đôi đừng 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 thấy yêu thương em đi, đừng có hành em về bên kia là em được hai anh nuông chiều. Rồi em cũng sẽ thử được những món nghề của tụi chị. Để sau này em có quay trở lại để phải nhớ tụi chị tính nhà. Mình cứ chơi thoải mái, được không được rời công ty luôn. Anh chơi lớn quá vậy. Trời ơi, anh tiếng trời lớn. Tụi anh là bên này đang là dương thịnh mà âm suy. Em qua đây, anh Vinh và anh là có kinh nghiệm trên tất cả mọi mặt trận nha em. Tại vì anh cũng có tuổi rồi, còn Vinh tuổi trẻ tài cao, thứ gì cũng làm được. Thì em nghĩ đi,
chưa bao giờ có một người nữ nào mà đứng cạnh anh và Vinh Thắng cả. Anh sao á? Tại vì biết sao, anh nói nghe nè, thường thường bốn nữ á là họ sẽ sắp những cái trò chơi bịt mắt bắt dê, bắt được con dê và cho con dê lên tiếng tôi xin thua. Thì mấy bạn nữ này tay chân khủng khiếp lắm, bóp chết con dê. Em sẽ ngại khi mà em bóp con dê chết. Hải, nói chung là giờ người ta cũng kêu gọi Hảo rồi thì bên Ngọc sẽ kêu gọi Hải. Về đây đi, chứ ở bển là chết chắc. Em về đi, em bên này tụi anh gánh em cũng không nổi. Ủa cái gì, em phải đi xua đuổi vậy? Về đây đi. Ủa vậy là bây giờ không tha thiết em, không đuổi em luôn vậy đó. Anh đuổi luôn, em về đi. Em về bển đi rồi anh với thằng Vinh đập hết đi cho về. Hải với Hảo về đây, hai ảnh một đội. À cũng hợp lý, em thấy cũng hợp lý. Vậy thì chết là chết sao nữa. Sao á? Trời ơi, anh em vui quá. Trời ơi, bây giờ mình làm một nét lạ của chương trình Bảy Nụ đi 2.4. Hải, anh nói rồi. Chơi nói đi anh. Em mà qua đội đó là em cho được cái ngón nghề của tụi anh. Dạ lơ em về đội binh này anh lục cho cân. Wow. Sáng xuống đội hình. Rồi, em ơi. Chết Hải rồi. Em là đặc biệt nhất trong chương trình không được quyết định. Về đây có mấy chị thương. Cái sự sáng suốt trong sự nghiệp của em là chọn chơi chương trình này và chọn về đội của anh. Em đang đợi sự sáng suốt đó đây. Chắc chắn. Em nhìn thấy anh là cũng sáng rồi. Chưa bao. Bây giờ là trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười. Cùng Apple Life Nutrition, chọn dinh dưỡng lành mạnh, đón năm mới an lành. Và bây giờ là trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười. Đúng rồi, quý vị thân mến, ngày hôm nay Trường Giang cũng mặc một bộ đồ thể thao luôn. Để mà có trò chơi được cần mà gọi là có số lượng 4 thì sẽ về đội bên đây luôn. Đó. Tôi nhớ cái số là Dương Bảo Lâm. Làm MC cũng rất là nhiều game. Đúng. Thiệt tình. Tư duy rất là kỹ. Đúng. Vô thua không. Thì ngày hôm nay trò chơi đầu tiên ai cũng đã từng chơi một lần. Chơi U. Hơi dài có lợi nha. Chơi U có nghĩa là mình U trong cái miệng U và sau đó mình đụng đối phương. Nếu như mình đụng được ai mà mình chạy về phần đất của mình thì người đó sẽ bị bắt. Còn nếu như mình ở bên đây mà người ta bắt được mình và mình hết U, trong thời gian chứ tiếng U là cái thời gian nhất định để mình thực hiện trò chơi. Trời ơi. Ủa bạn bắt buộc phải đụng hả bạn? Chứ tôi muốn là U. Chứ tôi muốn là U. Tôi có chạy được không? U đâu rồi anh? Là ca sĩ có lợi mình á. Làm sao anh qua đội bên đội đó. Làm sao mình em chị Dương hát cái lương mà. Không phải, ý là bên nó bự hơn. Mình đụng một cái hả chứ. Đây giật lại giật lại là nổi chạy luôn. Thấy em lợi thế chưa? Em thấy chưa? Vậy em hay cười rồi. Trời ơi, ủa trò một này của nhà em mở ra chơi hả? Một lần một người thôi. Chúng ta sẽ chơi ba lượt. Mà lượt đầu tiên ví dụ như Vinh qua Vinh U mà Vinh đụng hết bốn người Vinh chạy về là coi như là thua đó. Trời ơi, đó thua đó. Đây là trò chơi rất cần sức mạnh nha mọi người. Bởi vậy cần sức mạnh ở đây đâu nha. Bốn người mà phải đụng mạnh. Quan trọng là anh có giữ được cái hơi chứ U không để anh chạy về không? Đúng rồi, em biết cách rồi, em biết cách rồi. Em biết cách anh rồi. Bắt đầu. Ở đây. Rồi, ai bên đó giá cầu qua đây. Di chuyển đi mời. Di chuyển. Mình được đứng trong đây nè. Thoải mái. Đứng trong đây mà. Cái mức đó là cái mức để người ta nhốt người bị bắt. Rồi, thua. Nhốt người bị bắt. Rồi, thua. Là sao chưa hiểu? Em, sao em u? Em phải u. U từ đây u quá. Mà em chưa chơi mà. Chứ nó bắt đầu mà. Đâu, chứ nó bắt đầu. Bắt đầu từ nãy giờ rồi. Quý quá. Lực dễ lắm, chỉ cần chọc Ngọc cười là thua. Đội của mình tụi em phải thứ hai không? Đội tụi em với chị đừng đứng lại thôi. Đội tụi em với chị đừng đứng lại thôi. Đội tụi em với chị đừng đứng lại thôi. Em vô đi qua mà. Người ta có
có quyền qua người ta đụng hả? Người ta có quyền rình rằng nha. Em ơi, bị đụng chưa? Bị đụng chưa? Hai người đó qua đây. Quá rồi. Quá rồi, quá rồi. Em đừng chạy. Em đừng chạy. Anh đi về luôn đi. Không sợ đối thủ bạn. Trời ơi. Thế này cho em cũng lại coi. Quá cho này đi để đậu cho thằng đi. Anh thở đi đây. Chờ cái này mà cười là không chơi chơi được. Ai ơi cười kìa. Tôi đứng đây, tôi đứng đây tôi tiếp khách được không? Đúng rồi. Rồi đó, giờ xuống đi. Anh Lục Quê, anh Lục Quê. Tôi kể lại lịch sử đội chơi bên tôi. Một người nói là hiểu lực, không có u, giá cái thay qua. Thua. Một cô bé nói là rành luật, đang đứng đứng bị ta đụng. Thua. Lượt đầu tiên đội màu hồng thắng xin chúc mừng. Em hiểu được chơi chưa? Hiểu rồi. Hiểu được chơi chưa? Hiểu rồi. Lượt thứ hai bắt đầu. Bắt đầu. Qua từng người nha. Để anh. Giữ lại. Qua từng người. Ông Vinh nè, người ta u là ta u nhỏ thôi, để nó nhiều thôi. Ông qua hết hơi liền, người ta là người ta u nhỏ để giữ thôi. Qua hết hơi. Còn ông này ông chú đâu ơi, thằng này nó lẹ quá, đúng là dân đen sờ thiệt chứ. Khoan kìa luôn, người ta chơi u chứ không chơi anh á, người ta chơi với quê đúng không? Ví dụ bây giờ nè, chú quy định là chơi u và qua o đóng được, o đóng được. Hả? Coi chừng, coi chừng đừng có đứng cười, coi chừng đúng không? U em cái là xong á. Rồi bà Hạnh bắt chạy. Bắt ai? Quang Vinh bị bắt luôn. Qua tới đây mới ừ. Ủa vậy là thua nữa. Thua nữa. Thua rồi đó. Người ta u lại đây. Từ đây bắt đầu. U không Vinh. Hồi nãy tôi biết vậy, tôi không thuyết phục người ấy qua tôi rồi. Anh ấy hối hận chưa? Anh nói em là sáng suốt. Bắn lưới à, quăng lưới chụp liền. Chụp là té, chụp là té. Quăng lưới liền, ảnh bay liền. À, hại cái bộ nó chắc quá, chụp mày gặp giờ đâu giống nhất liền. Tụi em là thắng luôn rồi.
Thảo mình chơi bốn hiệp đi. Bốn hiệp đi. Mệt rồi, anh Thảo dày ra luôn rồi kìa. Thôi bây giờ mình không tấn công nữa, mình phòng thủ đi. Không, mình tấn công. Tấn công hả? Hai hiệp đã trôi qua, đội màu hồng toàn thắng. Bây giờ hai hiệp còn lại, đội màu xanh cố gắng gỡ. Rồi bắt đầu. Đứng gần gần coi chừng chết đó bé. Đúng rồi. Hay quá Hải ơi. Còn bây giờ thì tụi mình. Thôi bây giờ chúng ta từ từ nè. Giờ còn mình thỏ nhỏ á, giờ mình có chiến thuật gì không? Hay là thôi, mấy anh chị bắt em luôn đi. Em gán ông em chạy em cứu anh Vinh thôi. Em gán ông em chạy sao em cứu được tụi anh thôi là được. Đúng rồi. Nè, bây giờ phải ưu tiên cứu người thì đội mình mới mạnh được. Gán u đụng anh chứ là được rồi. Trời ơi, làm sao mà đừng nhảy, đừng nhảy. Nhảy một hồi mất sức, u không nổi. Hãy chụp cái là được rồi. Trời ơi, sao mà như chiếc chắc hàng rào. Chạy đâu được mà. Hãy ba bò luôn nè. Cứu người chứ. Cứu người chứ. Em còn u không? Em còn u không? Em hết rồi. Ba lượt toàn thắng luôn. Trời ơi, tụi em có gà chiến bây nha. Giờ coi như là game đầu tiên là mình đã thua rồi, nhưng mình phải chơi lượt cuối cùng lấy lại danh dự chứ. Không, tôi nghĩ là mất luôn rồi chứ lấy không. Tại vì đội bên tôi là có ác chủ bài là Trương Thế Vinh mà tới giờ nó chưa hiểu luật nữa. Người ta là một là u vừa u không. Ô, trời ơi, người ta là ca sĩ cao. Lấy gì? Cao dữ lắm. Cái chuyện thứ hai là người ta u ở đây không? U. Em thấy lần nào anh qua anh u anh cũng bơi bển luôn á. Anh quên. Anh mê ai bển đúng không? Anh mê hết nguyên vàng anh hốt về. Trời. Ui. Chơi vô bắt đầu bắt chết luôn. Ông Hồng ngủ giùm tôi đây. Ông mát ông cười giữa chừng. Dạ. Hết hồn đứa nào đụng u tôi nữa chứ. Lần thứ bắt đầu. Ô. Bắt đầu. Ô. Gọi là kiến bu. Kiến bu cũng được. Không thôi được. Chưa. Đem đối thợ đem. Đi vô đây. Trời ơi. Em con tim về rồi đó. Rồi bắt đầu. Mệt quá, tính qua mà mệt quá. Qua cứu đi nè. Qua định bỏ em lần nữa hả? Không. Coi chừng bị bắt, coi chừng lắm anh Hải. Gánh nặng tiếp tục đặt lên vai của người lớn tuổi nhất. Ôi, Jimmer đó. Tập gym rồi dữ lắm. Hải chơi nó ôm cái bụng không chạy được. Thôi cái bụng nó hết u liền. Qua đây. Qua đây tấn công đi. Qua đây. 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 Quá chưa? Ủa gì vậy? Quá.
Em bị dốc cái đây. Đi quá, đi quá. Tôi cố gắng không cười. Nhìn mà ông em không cười em chịu không nổi. Qua đây. Không cần bắt đâu hả? Em dối lòng. Em muốn về đội của tôi. Những người của gia đình chơi với nhau rồi nè. Ủa sao cậu, ủa sao bị cậu chặn lại vậy? Kệ. Kệ. Trời bắt lại đó, trời bắt nhau. Hải với anh Ngọc quá. Ôi trời ơi, Ngân không có coi. Cô người nè anh ơi. Cô người, cô người đây. Hay quá. Cứu ai? Cứu ai? Em quên con rồi. Con cọp vàng. Ở chỗ đây vô tới luôn á. Chim mơ đó. Cuối cùng anh Luật gánh tim mà. Luật cuối cùng tiến Luật gánh trên vai trọng trách nặng nề và hoàn thành xuất sắc. Tỷ số hiện tại là 4-1. Thấy vai tôi sệ không? Trò chơi đầu tiên đội màu hồng đã chiến thắng, xin chúc mừng. Tuổi tác chỉ là một con số thôi. Đúng rồi. Kinh nghiệm mới là vĩnh cửu. Quá dữ dội. Quá dữ dội. Đừng thở, người ta biết mình mệt. À, mệt chứ. Ở đây có bà Ngân là bà chưa u được miếng nào luôn á. Em u được. Qua cái bà cừ. Tính ra bên này không có Lâm Vinh Hải là thua từ đầu phải không? Trời ơi, không có Lâm Vinh Hải thì cũng mẹ. Hay quá, Hải ơi. Ôm một cái là tép bẹp ra này. Tiếp chân á anh. Bây giờ mọi người nói á, là không có Hải là mọi người thắng chắc đúng không? Đúng. Bây giờ Hải đứng một bên nè. Rồi xong. Xong. Mình chơi một đường duy nhất nè. Để coi đội mình có chiến thắng hay không nha. Để coi thử là không có Lâm Vinh Hải các bạn sẽ sống sót như thế nào. Bắt đầu. Ê Ngân, bên đó quà đó. Rồi trả lời, trả lời. Dạ. Rồi xong con bé. Chị định bế em đi đâu vậy? Có vẻ là Ngân ơi, nhớ cứu người nha. Nhớ cứu. Anh giữ em u giác Ngân về. Đúng rồi. Anh không có canh gì hết trơn. Ủa gì vậy? Sao hai người quen rồi? Trời biết quen cái tao. Ai làm gì bà đâu? Dưới bào tôi. Không phải em bị trợn trừng. Nhìn thấy tôi là em lật xe liền thấy chưa? Chưa có về. Phải thật nhớ là chưa có về. Ủa vậy phải. Cái đó chưa có tính. Không. Thôi trời ơi. Chơi đi. Qua bển đi hai đứa cho mày chơi. Xong cái bực đó bắt đầu. Có trần Giang Ngọc. Chụp này Ngọc. Chụp gió Ngọc. Yeah.
Nani? Rồi. Rồi. Đúng là không có Lâm Minh Hải cục diện khác liền. Gái đi, gái đi. Cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu Lâm Minh Hải thôi. Dù gì thì đội Hồng vẫn thắng trò chơi đầu tiên. Bây giờ là trò chơi thứ hai. Bây giờ là trò chơi tiếp theo của bảy nụ cười sơn. Ê. Trò chơi này chúng tôi sẽ có sự hỗ trợ từ ban tổ chức âm nhạc trỗi dậy. Chúng ta sẽ chơi hai lượt, mỗi lượt 2 phút. Ban tổ chức sẽ ném lên sân khấu một vài vật dụng. Để ném. Đúng vậy, có vật dụng dùng được không, và được. Vật dụng không dùng được. Và vật dụng đó chính là cái quần. Ủa? Vì sao? Vì cái quần này ba người mặc một lúc. Nghĩa là sau khi mặc chúng ta sẽ chạy về phía ông bóng lấy thật nhiều bóng. Mỗi lần không được rinh nguyên cái thùng về. Mỗi người phải đem vào người nhiều bóng bóng và sau đó bỏ vào vị trí của mình. Đợi mình thích bao nhiêu ạ? Một đỏ. Một đỏ. Đỏ hồng là của mình, còn lại là của mình. Ủa vậy sao sao? Hỏi tôi. Gái, là... chị gái. Không, bên kia cũng có con trai, hồi nãy tôi thua. Bạn ơi, bạn có thông cảm. Đội tôi, vậy chứ không phải vậy, giống như trò chơi lúc đầu bạn thấy không? Đội tôi không có chiến thuật, không có tinh thần đồng đội. Không biết ưu. Bụng về. Không biết ưu. Hơi ngắn nữa. Bạn thấy đó. Thôi nhưng mà anh lấy màu đỏ nhiều quá, đội mình bất lợi. Thì cho anh đội chọn đó. Ở dưới. Trời ơi, chúng tôi đã cân đông đo đếm đầy đủ rồi. Cho anh Giang ơi. Anh nói là một cái quần ba người mặc ở bên này tới 4 người lần. Có một người thì lượt sao chơi. Lượt sao chơi. Em là... xin lượt sao chơi cho. Thôi không quá. Em quen biết với MC chơi không? Đợi đi. Em mới thắng được. Sẵn sàng chưa? Có ý kiến gì không? Tôi có ý kiến. Cái ví gì? Dụ như bóng nhét vô nó nổ trong này. Rồi cái xác nó nằm trong này có tính không? Không. Thế là bể bỏ đúng không? Bể bỏ. Rồi vậy là tôi bất lợi. Tội nghiệp bé Hảo. Nhét vô nó nổ tùm lum trong này hết. Trời ơi, bị nghiệp thật luôn á. Vậy thôi qua bỏ đi rồi Lâm Hải qua đây để ba tôi làm cho dễ nè. Dạ thôi đâu. Không được. Trời ơi, xua đuổi đập đội. Sẵn sàng chưa? Hải muốn chơi với ai đầu tiên? Là chọn hai người á. Đúng rồi. Em chơi với Ngân đi. Trời Ngân cũng hiếu lắm. Ngân với Ngọc đi. Dạ chơi sao cho. À, vậy thì Ngân với Dạ. Ok ok. Rồi okay. Ngọc ở đây. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mê ơi gì? Tự nhiên anh đá cái này cũng. Nhảy đi à. Ủa cái này quẩy ba mà. Ê anh bị giật. Điên nữa lát hỏi trong mặt nó té. Quần cá. Quần cá. Quần lớn cái đeo nữa. Em tìm cái quần Lấy đúng rồi, ta bận cần không cần. Rồi đi đi, đi qua đi mẹ. Ủa? Vậy là hai nhà ông mà. Mày hai nhà. Ê. 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 Có hai nhà ông mạnh nữa. Mạnh nữa. Cái đội này ăn gian vậy. Đi 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 qua như vậy. Mẹ mẹ lắm. Không, thích bận vậy đó. Mày lấy cái màu hồng nhỏ chứ. Ủa bà dạ trong ngược hướng vậy. Lấy quá vậy. Ê bên đó chơi xả bóng kìa. Rồi đi đi đi. Lâm ơi, Lâm vô. Sao chạm mày nè. Đi đi đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, lẹ lẹ. Ê, bóng bóng kìa. Ê, bóng bóng kìa. Ê, bóng bóng kìa. Đi đi, đi đi. Đi cổ tay quá. Đó. Đi đi nè, đi đi đi, đi đi, đi đi. Ê. Ê. Anh Lâm. Đi. Ủa, cho đây làm gì? Ủa, làm gì vậy? Đi ra. Đi ra, đi ra, đi ra. Ngọc đi ra đi Ngọc. Anh bóp bóng anh đợi em.
như vậy. Kể đi, bên mình có bóng. Đi trước một bé đi. Ê, dụng cái lấy cái. Ủa sao tao bay đi được, tao đi mỗi giò quá vậy. Cái hồn anh bị tuột á. Hết giờ, dừng lại, tất cả dừng lại. Hết giờ. Ủa sao hết giờ? 2 phút đã trôi qua. Trôi vậy thôi. Từ từ thôi. Ủa đợi này chưa? Về đây quần chưa mặc xong nữa. Ủa trời chưa? Lo bóp bóp người ta. Lo bóp lên nằm. Lên nằm không chịu đi. Ngọc chơi. Ngọc chơi vậy tôi không phục đâu. Đúng rồi. Ủa bé Ngọc có làm gì đâu? Em nằm lên người tôi luôn. Trời ơi. Thôi chứ. Nó bóp bóng đội mình. Bóp bóng tụi em. Tôi thấy chơi đó tôi không phục. Chơi đó tôi không phục. Ai biểu anh bóp bóng đội em? Nói cho mình lần đầu tiên vô. Đội mình còn chưa kịp về đích đó mọi người. Nhưng mà tính trong quần rồi. Không, đem về mới tính. Lượt đầu tiên đội màu hồng tiếp tục thắng chú mừng. Sao đứng bên đây xui quá ơi. Mà không ai mà á, người ta lấy cái quần đó đi lại đây người ta mặc đi không, không đứng ở đây cái sao bắt đầu ba người khó khăn đi lại kia. Trời ơi, mới thấy là chiến thuật đội tôi hay. Bây giờ là lượt thứ hai, đội mình đã thắng lượt đầu tiên rồi mà thắng luôn lượt này là thắng luôn. Cho tôi hỏi một câu tới vậy, lượt bên này bây giờ là ai chơi vậy? Thì đó. Dạ chị Ngọc. Vẫn có Hải hả? Chứ sao? Hải không mệt hả Hải? Ủa anh mất rồi. Lâu lắm chơi, em chơi cho thoải mái lâu đi. Lâu lắm rồi, không chơi hay sao? Mấy mùa đã được chơi. Lâu lắm rồi em không có được chơi thoải mái như vậy. Nhưng mà cái lần này là người đứng ngoài không được vô nha. Đúng vậy. Anh hù dọa anh Hải đó mà. Theo dõi đừng chơi. Nói em nghe nha. Em đứng ngoài không được vô đó. Chắc chắn rồi. Chơi à? Sẵn sàng. Đi qua đây chị. Cái gì hỏi rồi mà. Bên này đứng sát bên này được không? Anh đừng có nhảy em chứ. Nhảy đi, phải nhảy. Mày có quần đó không? Lấy cái quần này nè. Lên cái quần này nè. Lên cái quần này nè. Lên. Thầy ơi. Thầy đưa lên. Ủa đâu là dành quần vậy? Anh Giang. Cái quần tao dành. Cái gì vậy? Ủa có quần dành lấy mà. Ủa trời. Ủa gì vậy? Cái quần bên kia là đó mà. Ê. Ê. Cái quần của tôi. Ủa nước quần rồi không ai có quần của tôi. Ủa là sao mọi người? Ê, ủa mình đi bóp được hả? Gì vậy? Mình bóp khỏi. Vinh ơi, quần mình bóp kia. Quần kia, quần kia. Quần kia, quần kia. Quần kia, quần kia. Lấy cái quần ra. Ủa anh? Quần kia. Vô đây. Vô vậy. Ủa? Đây nè. Trời ơi, cái gì? Ngồi xuống, ngồi xuống. Trời quá luôn, vô luôn. Đi qua bên đây nè. Qua bên đây đó. Đi qua bên đây. Trời ơi, cái màn này bên đó có kinh nghiệm không? Kinh nghiệm hơn rồi. Đây, đứa nào đổi quần đi. Một tính đứa. Bên đội này anh Luật không mặc vô là anh phạm quy đó nha. Tôi đang ẩn nè. Ủa là sao? Anh Luật thường kéo quần anh Hải rồi. Ủa mọi người ơi, mình chơi giành mình. Hết thời gian là mình chơi quần. Trời cái đội này kỳ quá anh Giang. Luật ơi mặc đi kìa Luật kìa. Sao anh Luật ở ngoài hoài vậy anh? Trời đi 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 à. Đi đi anh Hải đi đi chị dạ. Đi 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 anh. Đi 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 đi. Trời ơi. Giang dịnh anh thanh tây. Bên đó chơi xấu mình lắm anh Ngân. Bên đó chơi xấu mình lắm anh Ngân là sao? Đi, đi, là sao vậy? Chơi đời tiếp. Đi, 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 đi. Trời ơi. Mệt quá. Anh lỗi ngay ngay ngay. Giang thả người ta ra. Hay nó lại gì đâu. Trời ơi bỏ luôn đi anh. Thả lại người ta đâu. Đúng rồi. Mặc quần vô mới được lấy bóng. Thôi đừng lấy cái quần đó. Lỡ luôn. Trời ơi. 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 Chết lắm luôn rồi. Anh đó tụt quân kìa. Đợi nào đó chơi đi. Đợi nào tự chơi đi. Đi 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 dạ.
đi đâu, đi đâu lăn quanh trên đời mỏi mệt lắm em. Di chuyển đi. Được rồi, đi đi. Di chuyển đi Ngọc. Đi đi đi. Đi đi dạ. Đi đi dạ. Ê, kệ đi dạ. Kệ đi. Đi đi đi. Kéo quần lên. Kéo, kéo, kéo luôn. Cầm đôi tay, cầm đôi tay. Đi đi đi. Cầm đôi tay, cầm đôi tay. Lôi, lôi, lôi. Lên, lên, lên. Lên, coi vô. Rồi, đi luôn. Lúc này chạy, chạy. Kìa con, để em cho, cứ thảy ở ngoài đi em lụm cho. Cứ thảy ở ngoài đi em lụm cho kìa. Ủa? Anh mùa gió. Anh vô. Mẹ thấy bộ bên này đi bộ hết chợ, chợ, chợ. Nhanh lên chị, nhanh lên chị ơi. Còn một lỗ nè. Ê, nó nghe nè, nó nghe nè, giữ cho đội kia luôn, được khỏi cần về, khỏi cần về. Vinh ơi, Vinh, dạ. Mình lo đợi mình cứu đi Vinh. Lại luôn cho hết giờ luôn là được. Cho hết giờ, giữ lại hết giờ. Giữ lại đi, đừng về nữa, giữ lại đi là được, giữ lại đi, mình đang thắng rồi. Giữ bên đây lại. Cái quần nè. Rồi đi đi. Đi 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 đi. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Đâu bắt đầu đếm, đội đỏ. Sáu. Sáu. 10 12 14 16 16 18 20 22 24 25 25 trái à? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 đội màu vàng 21. Cái gì? Đội này 21. Mỗi ngày 25 mình chia 21 là sao? Ê! Ủa? Trời ơi. Đội mình lại thua một lần nữa. Nhìn Ngân như mẹ chăm trứng nha. Đúng rồi. Em ấp nãy giờ đó mới được. Sau hai lượt chơi thì đội màu hồng toàn thắng nha mọi người. Đội mình toàn thua nha mọi người. Hay quá. Giỏi quá trời. Nếu mà giữ đến cuối mà mình vẫn tỷ số như vậy là mình trọn vẹn lắm á anh. Phá kỷ luật chứ. Ồ, em với Ngọc là cùng chung một công ty. Giờ giờ tôi hiểu sao bên tôi thua rồi. Để cho em phát cái quần cho mọi người. Dạ. Để đổi á. Dạ. Trời ơi, đàn ông đó hả? Chúng ta đã hai game chiến thắng rồi. Game cuối là coi như là chơi cho vui. Chơi cho vui. Game thứ ba là game về thổi. Nói về thổi tôi với thằng Vinh thổi hơi bị dữ. Bây giờ là trò chơi tiếp theo. Mở ra sân ra, mở ra sân mới. Đây là trò chơi tiếp theo của bảy đủ cười sơn. Đúng nhẹp ra huy. Trò chơi là nhanh tay nhanh trí, quá quen thuộc, ai em đã từng chơi. Hai bạn mới ngày hôm nay sẽ được trải nghiệm trò chơi này. Xin hỏi Tú Hảo. Dạ, một cái gì vậy? Lần trước tôi đấu dài. Bên kia ai có khả năng đấu với tôi? Thiên Ngân, ba trường đại học. Lên. Được. Cố vô đi. Mẹ cố. Lên đi không? Hiển Hiển. Em lên xe tay ga rồi. Trời ơi. Xe tê tay ga mà hiên là tét cái bô. Có điều gì nói trước khi chúng ta chơi trò chơi không ạ? Sống chết có số, phú quý do trời. Phú quý là do anh, chứ sao là do trời, anh không được đổi thừa. Mỗi cặp sẽ có 5 câu hỏi. Câu đầu tiên, bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại hiện nay là?
Khoan cho tôi hỏi là của Việt Nam hay nước ngoài bạn? Mọi thời đại mà. Avatar. Sai rồi. Ai biết không ạ? Là Titanic. Sai, Titanic bị qua mặt rồi. Hiện đại cao nhất là Spider-Man phần mới nhất. Nhưng mà trước đó là anh game đúng không anh? No way home. Là game. Câu tiếp theo, thám tử nổi tiếng ở Nhật Bản mà đứa trẻ nào cũng biết. Mình đi nhanh hơn em. Bạn nhấp gạo. Conan. Thôi. Không trước mà. Em vô tay trước mà. Anh Giang ưu ái bên đội quá. Thám tử Conan. Shinichi Kudo nữa. Kudo là họ. Ủa sao chắc Kudo nữa kìa. Kudo là họ. Tên là Shinichi. Nói chung là có nói được Shinichi là cũng giỏi rồi. Câu này là một câu tính toán. Chết rồi. Về số học. Để chị. Trong tủ lạnh nhà bạn có 8 quả táo. 8 quả táo. Để chị hiểu chưa. Tới đây hiểu. 8 tiếng Anh gọi là gì? Apple. Đó. Bạn lấy ra 2 quả. Mẹ lấy 1 quả, bố lấy 2 quả, em lấy 3 quả, hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo? Khoan, ban giám khảo đọc lại được không nha? Quá. Trong tủ lạnh nhà bạn có 8 quả táo, bạn lấy ra 2 quả, mẹ lấy 1 quả, bố lấy 2 quả, em trai lấy 3 quả, bạn còn bao nhiêu quả? 2. Mình còn 2 quả. Ủa? Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Đưa tay nó nói hả? Câu tiếp theo, kể tên 3 bộ phận trên cơ thể mà người ta phải cắt bỏ đi nhiều lần trong đời. Tóc. Rồi sao nữa anh? Hết rồi, hết giờ. Anh không ra sao mà anh kể ra được. Hết giờ rồi. Hết giờ. Chính xác, đã hết 5 câu hỏi. Luật mang về 2 và Ngân mang về 3. Anh ra quân vậy là xong rồi. Hai khách mời anh đi đấu với nhau à? Dạ. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng rồi. Một gia đình gồm có 6 người, ba mẹ và các con. Đứa con gái lớn tên Xuân, đứa con gái thứ hai tên Hạ, đứa con gái thứ ba tên Thu, đứa con gái thứ tư tên Đông. Hỏi đứa còn lại tên gì? 5, 4, 3, 2, 1. Chưa nghe kịp. Trong trường hợp 5 giây không ai trả lời, cả hai đều bị bắt. Em giơ tay mà. Muộn rồi, hết giờ. Tại vì nhà có 8 người mà 4 người con là đủ. Ủa? Anh nói lại giùm em, nhà mấy người vậy? Thì 4 giây là tại không nghe phóng đạo. Cho em giải thích đi. Nhà 6 người. Nhà 6 người thì là 4 người con là đủ rồi, vì ba mẹ nữa là đủ. Đúng rồi. Mà nãy em giơ tay rồi, em chưa kịp lên. MV 2 triệu năm của Đen Vâu được quay ở biển nào? 5. Mời. Phan Thiết. Đáp án là Hạ Long. Ủa em, thí dụ mình không biết đừng nói. Anh điền kinh nghiệm lại đi. Lợi thế của bé Hảo đó. Bây giờ em im lặng luôn. Thôi im lặng là thua luôn. Câu này dễ nè. Ở Việt Nam rồng bay ở đâu và đáp ở đâu? Lên ở Thăng Long và hạ Hạ Long. Hay lắm anh. Khoan, Thăng Long ở đâu? Hà Nội. À cái này dễ nè, mà chắc hai bạn không biết. Ở Chợ Nổi Cái Răng, các bạn biết á, ở Chợ Nổi là chiếc ghe nó bán cái gì nó treo đó đúng không? Đúng rồi. Ở Chợ Nổi Cái Răng đúng. Khi một chiếc ghe treo tàu lá dừa trên cây bẹo thì mang ý nghĩa gì? Bẹo là cái cây mà treo lên chào mặt hàng á. Em biết. Ủa, Hải trả lời đi Hải. Thôi đừng, không biết thôi. Không biết. Bán dừa. Em vẫn chưa biết cây bẹo là cái gì em luôn. Em cũng không biết cây đó là cái gì luôn. Cái cây trước cái tàu á. Là bán cái ghe đó. Bán hết hả? Cái đó tôi chưa đi Chợ Nổi. Ta cột cái đồ ta muốn bán lên đó. Thế thì khi một chiếc ghe bằng cột tàu lá dừa thì bán cái gì? Bán cái ghe. Bán cái ghe, đúng rồi. Bán ghe. Động vật nào sống dưới nước mà không biết bơi? 5, 4, 3. Đây. San hô. San hô, chính xác. San hô. Như vậy là Hải mang về 3 điểm. Nó chỉ biết lặn thôi. Đúng, mang về điểm O. Tập tiếp theo, hãng hàng không Hà Lan, hãng hàng không các tiểu quốc Ả Rập Thống Nhất và hãng không của Singapore dạ. Có đặc điểm gì giống nhau? Vinh. Đều có máy bay. Đều có máy bay.
Ủa cái đó không giống đi, anh nói nó không giống đi. Em nói phải bắn anh Vinh thôi. À, à, có phải gì đặc hát. Biệt chứ anh. Đây đây đây. Dạ. Trang phục của tiếp viên hàng không đều có hạng thương gia. Đều có hình con rồng hả? Đều có hình con rồng. Cái gì ta? Ai có cái gì khác? Em nghĩ là chắc đều mai của địa. Châu Á. Đều là của châu Á. Thứ nhất là sai nè. Đến nội địa là sao? Hà Lan. Hà Lan. Hà Lan. Hà Lan. Hà Lan xinh với lại Ả Rập. Ả Rập. Ý ngân là sao? Đồng đội của tôi đó là đều là của châu Á. Em không không nghe nói Hà Lan. Ý là sao? Em tưởng đâu là cái gì là. Không có chuyến bay nào. Không có chuyến bay nào nghe luôn á. Chính xác, không có chuyến bay nội địa. Wow, hãy giỏi. Tại vì Singapore nhỏ xíu à. Một xíu à, Singapore nó chỉ cỡ như Phú Quốc mình thôi. Mà trong Phú Quốc người ta đâu bay qua bay lại chi. Không. Trời ơi, có hàng thương gia. Nhưng mà anh nói có lý không? Anh không rành về máy bay là thua. Đúng không? Ủa, máy bay đó là máy bay quá hiển nhiên giống nhau. Điểm giống nhau thì có hạng thương gia cũng là một cái điểm giống nhau. Wow, thì ở hạng nào mà chẳng có. Rồi, ok. Mai mốt nó cũng sẽ có bay nội địa thôi à. Nó có bay nội địa. Nó bay bằng flycam á. Ờ, nó bay từ quận nhất qua quận 3 đi máy bay được không? Nó giàu, nó có tiền. Con vật to lớn nhất hành tinh là con gì? Năm. To lớn nhất hành tinh à? Dễ mà ta, cái này dễ mà. Dễ. Cá voi. Chính xác. Cá voi xanh. Cá voi xanh. Cá voi xanh. Cá voi xanh. Không, khủng long nó tuyệt đúng rồi. Chính xác là cá voi xanh. Cá voi rồi. Thúy Ngân đội em trả lời là con khủng long. Cũng đúng. Em có biết chính xác tình trạng của nó không? Cá voi xanh là to nhất. Dạ, dạ. Đúng rồi. Con voi mà mút to hơn không? Con voi mà mút to hơn không? Bé Ngân hỏi. Không, sai. Con voi mà mút đó chỉ bự bằng con bu đồ thôi à. Em có thấy nó ngoài chưa? Em nhìn trên hình thôi à. Câu tiếp theo. Con này quá dễ luôn, quá ư là dễ luôn. Dạ. Và tiếng luật không thích điều này. Loài cây nào ta có thể ăn khi chúng còn nhỏ? Măng. Là cây gì? Tre. Tre. Có người nhắc rồi. Xin lỗi giám khảo, xin lỗi giám khảo. Nói đúng rồi, nói đúng rồi. Rồi. Học nói chuyện sao một cái này nó quá coi lại hình gì không? Mà tiếng luật là không thích măng đúng không? Đúng. Wow. Tôi không ăn măng. Mới biết, không biết. Câu tiếp theo. Bộ phim hoạt hình dài đầu tiên trên thế giới là phim gì? Vinh. À, chụp mít cây là phim gì ta? Không, phim gì ta? Hết giờ. Ta 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 ta. Bộ phim hoạt hình đầu tiên đã hết giờ. Ta ta mít cây. Doraemon. Sai. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Không. Sao phải không phải giám khảo? Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Hãy đợi đấy. Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đúng rồi, đúng rồi. Sao là dài nhất ta? Sao nó dài ta? Sao nó dài, dài vậy? Đầu tiên trên tại vì hồi trước mà em nhớ dài phim nó ngắn lắm. Nó những chap 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 rồi còn à, dài. Câu cuối cùng câu này dễ. Kể tên một con sông đồng thời là tên tỉnh hoặc là thành phố mà nó đi qua. Ủa, mời thế, mời Lan Ngọc. Sông sông gần đây thôi. Sông Tiền. Sông Đồng Nai. Người ta chưa trả lời sông mà. Sông Đồng Nai. Đông trong tiền rồi. À tiền rồi đúng sông rồi. Bạc gì? Tiền bạc cái gì? Không sông Đồng Nai đi qua được. Đúng rồi. Rồi. Trời ơi. Dở qua mấy cái tỉnh tỉnh. Dù là trả lời câu này đúng Vinh ơi, nhưng mà Ngọc vẫn thắng 3-2. Em nhường anh mà sao anh không thắng? Em thôi đừng có nói xạo xạo đó, cái miệng nhường của bà nãy rồi. Xin xin đi sợ. Vinh thua nè, Tú Hảo thua nè. Tôi quề. Gọt thua. Quề đâu? Tí là thua luôn nè. Thua rồi. Ủa, vậy là tôi thắng hả? Đúng rồi. Thôi, tại vì tôi thấy chương trình có vẻ ưu ái bên kia. Ủa? Tôi thua giờ phải có lý do chứ. Rồi bây giờ dạ lên đấu cái nữa nè. Cho người ta biết thế nào. Đấu kìa. Anh không chịu khoan nhượng với mình. Đâu vậy? Dạ, Tú Hảo đi. Tú Hảo. Tú Hảo. Lên em. Nếu thắng luôn. Ở lượt này là mình thắng 4-0 cho đội người ta biết là thua là bàn tập là như nào. Trời ơi, sao mà nở? Thôi để chị để cái áp lực quá vậy anh. Trời ơi. Em sẽ gỡ lại danh dự giúp đội của bé Hảo. Sao hết. Em mới thua đây. Anh thua mấy mùa rồi anh quen. Công chúa Bạch Tuyết thường mặc áo và váy màu gì? Dạ mặc áo ở trên là màu trắng, ở dưới màu xanh dương. Quá hợp lý được. Ngược lại. Sai bé hả? Ngược lại. Tao biết trả lời rồi đúng không? Ờ, ở trên này màu xanh, ở dưới đây màu vàng. Chính xác, hoàn toàn chính xác. Xanh vàng chứ đâu có trắng. Không có trắng tuổi thơ. Trong MV Gangnam Style của Psy, biết không ạ? Dạ, biết họ bà gắn năm sai bà bị sai cưỡi con ngựa màu gì? Màu năm cưỡi con ngựa màu đen à?
Không có cảnh cưỡi ngựa. Thấy chưa, đây nó có cảnh cưỡi. Chỉ nhảy thôi. Nhảy ngựa thôi. Có vô cái chuồng ngựa mà. Có vô mà không có cưỡi. Không có cưỡi. Con ngựa chỉ lò cái đầu ra thôi. Trời ơi, câu này mà không biết nữa thì thôi, không phải người Việt Nam luôn á. Chết rồi. Rõ ràng là bông mà lại là hạt. Rõ ràng là hạt mà lại là bông. Đố là gì? Quá dễ luôn á. 5. Em trả lời được. 4. 3. Ý là em nói cái này hả? 2. 1. Trả lời. Dạ không, lúa. Lúa, chính xác. Lúa, cái lúa. Bông lúa, hạt lúa đều là nó hết. Đã từng ăn sâu gì? Tiếng Anh tới lá. Lá dứa, lá nếp cẩm. Lá cẩm có màu gì? Tím. Tím. Màu xanh. Ủa? À, lúc mà nó chín nó màu tím. Lá màu gì? Lá màu xanh. Màu xanh. Câu này dễ. Trong một đoạn video cảnh một con thuyền chạy trên sông, bỗng nhiên con thuyền mất tiêu trên dòng sông. Why? Tắt TV. Giờ cắt hết cảnh. Mất trên dòng sông, tức là TV vẫn còn mở. Ao phim. Mất đài. Mất đài. Mất sóng. Cái máy về phim đây nè nha. Ao phim. Con tàu nó đây nè, đang chạy y cái nó qua đây là mình đâu thấy nó đâu, nhưng mà trên sông vẫn còn. Ao phim. Lia máy hả? Ra khỏi. Không phải lia máy, em lia máy là gì? Dạ. Lần đầu tiên trong đội mình đã có người thắng. Tú Hảo 3 và Lâm Bây Giờ 2. Ok. Vinh dự. Và cũng ok rồi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là cái trò chơi nhanh tay nhanh trí này đội mình vẫn thua. Và từ đầu giờ đội mình cũng đã thua. Trước khi chúng ta đến phần hình phạt ở cuối chương trình thì chúng ta đến với lại gia đình Bảy Nụ để coi hai bên Suya hôm nay đã xảy ra tình trạng gì rồi. Còn hiện tại chúng tôi xin phỏng vấn đã từ bao giờ đi chơi game mà thua liên tục không? Dạ chưa, đây là lần đầu tiên. Mình có hãnh diện với những người bên cạnh không? Bây giờ dù có thua hay thắng đi chăng nữa thì em vẫn hãnh diện về đội của em. Tại vì tất cả mọi người đều bế em qua cái vòng đó là thắng danh dự rồi, đúng không? Đúng không anh? Đúng. Có cố gắng rồi, đúng, vui rồi. Tôi rất như vậy, thua không có đủ thừa. Dạ. Rồi, Lâm Đại Tinh Mến. Mình hôm nay là một người của chương trình nhiều mùa rồi, chứng kiến nhiều người đến và thua rồi. Hôm nay mình tham gia trực tiếp và mình toàn thắng, thắng trên mọi phương diện. Cảm giác như nào? Một phần cũng là nhờ các nụ ở đây. Em nói đơn giản vậy nè, nếu mà chúng ta thi nhiều những cái trò chơi mà bưng bê hay là tinh thần đồng đội đi. Nếu mà mình không có sự phối hợp của tất cả mọi người thì không thể thắng được. Đúng rồi. Đấy. Mình mà cứ cãi lộn đó. Đúng rồi, phải cảm ơn nụ rất nhiều. Cho nhau thì làm sao mà là anh chơi với tôi không à, anh ác với tôi không à, anh tha cho nó. Anh không có xài cái chiêu này. Không phải, nó nhanh lắm em. Em xài nó rồi đó, anh biết không? Rồi, một câu phụ cho Tú Hảo. Em thấy tụi tác đã ảnh hưởng như thế nào về những trò chơi thể lực? Mọi người nói là gừng càng già càng cay đúng không? Em lại thấy cay thiệt. Em sợ cái cay này quá. Ý là em cay anh luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Cay cuốn. Em cay quá trời luôn. Em nghĩ là chắc sức bền nó sẽ ok hơn là cái phần kinh nghiệm anh ha. Em nghĩ cái đó quan trọng hơn, sức bền quan trọng hơn đúng không anh? Đúng rồi, sức bền quan trọng mà. Dạ. Hồi nãy em phóng bao nhiêu tôi phóng bấy nhiêu đó. Tôi là người ẩm em qua sông. Dạ, dạ. Tôi súp bờ đồ. Tôi là người ẩm em xì quá. Ủa mắc gì giặt giặt khách mời vậy? Tao và anh là người mời người ta về bên đội đó. Anh, cuối cùng anh mời qua, anh nói để cho Tú Hảo biết, để lấy kinh nghiệm, để giống như là số sau Tú Hảo chơi. Không, em nghĩ là nếu như mà cái phần đó mà nếu mà đổi lại là em không về đội của anh mà anh Hải về đội của anh thì anh nhắm là tụi anh có thể thắng được cái vòng đó luôn hay không? Đúng, em nói rất đúng. Đúng không? Tụi anh chỉ thua một vòng đó thôi, các vòng còn lại tụi anh thắng hết. Ủa vậy là anh đang đổ thừa khéo với em thua? Anh không đổ thừa, anh thua là chịu chứ không có đổ thừa. Anh có bao giờ đổ thừa là tại Vinh là chơi không được đâu, tại em chơi thua đâu. Anh không bao giờ, anh lỗi anh hết, lỗi anh hết. Nói chung ngày hôm nay đội chúng ta là vừa đều đội hình, vừa đều lứa tuổi, vừa đều nhan sắc. Bên này không đều mấy ha. Lỗi tôi hết á, tôi xấu nhất đội. Trước khi đến với phần cuối cùng, mời quý vị đến với gia đình Bảy Nụ để xem ngày hôm nay Suya sẽ có những chuyện gì xảy ra. Hey. Ghê quá. Thua quá khùng. Đứng bên này xui nè. Đứng bên này thôi. Giờ đổi thua. Để không có anh nữa. Mở ra Sada, mở ra thân mới.
xin chào tất cả những khán giả yêu thương Lisa, ủng hộ Lisa. Dạ, em chào mọi người. À, chào em, chào em, chào Khương đại vệ. Chào. Sao? Chị Lisa đẹp quá. Cảm ơn em. À, cảm ơn em. Phương Lê, chị Lisa ơi, nhìn chị như 20 tuổi. Cảm ơn em. Nay chị lớn tuổi rồi, nhỏ này định như tờ. À, em rất hâm mộ chị, mong chị xuất hiện ở những tập phim tiếp theo. À, chị sẽ cố gắng nhưng mà nhiều khi đạo diễn dai tới đó thôi rồi không cho thêm nữa. Nhưng mà để chị sẽ cố gắng diễn thì tốt để nhiều đạo diễn tìm tới chị hơn. Cảm ơn các em, cảm ơn. À, các em là nguồn động lực chính để chị có thể tiếp tục con đường nghệ thuật của mình. Cảm ơn các em. À, thôi Lisa xin kết thúc buổi live stream ngày hôm nay nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bây giờ Lisa phải lo đọc tiếp kịch bản để chuẩn bị cho những cái bộ phim tiếp theo của mình. Lisa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào, xin chào. Mua mua cả nhà, mua mua. Má, đưa má mới về. Trời đất ơi, sao má ngồi đây như cái tượng vậy, hai đứa? Con chưa chuyện gấp quá. Em ngồi đó đi, em qua đây ngồi nhà nói chuyện với má cái. Má đây là quà con tụi con hai đứa mới đi đám, má đi đám đâu về vậy? Đâu có. Sao hai đứa quận hai bộ đồ đen vậy? Đâu có, đi từng trăng mật. Đâu có, người thành công giờ phải mặc tông này nè má. À chị hả, đi tóc tai cắt gọn gàng luôn rồi nè, thấy không? À rồi, đúng rồi, mấy cái que que đâu đâu hết trơn rồi. Đó hết rồi, vợ con nói thôi đừng có que que đó, nhìn nó trẻ trâu lắm. Rồi đi từng trăng mật vui không? Dạ vui chứ má. Hạnh phúc không? Quá hạnh phúc luôn. Rồi có ngày nào là cũng 3 cái, 4 cái, 5 cái gì đó. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đi vòng vòng chơi vậy đó, chơi mấy cái siêu thị rồi mấy cái công viên trượt nước rồi đó. Là ngày nào là con với vợ con đi cũng 2-3 cái, đã gì đâu vậy đó. Rồi có mệt mỏi gì không? Có đau nhức gì má kêu massage tới massage cho khỏe. Dạ không, dạ, sao khỏi luôn. Ở chỗ tụi con ở có chỗ massage luôn. Có đầy đủ ta tứ xác. Phải cẩn thận chứ, sắp tới là mình có con có cháu là phải giữ gìn đàng hoàng, không có cẩn thận gì hết. Má, thấy vợ chơi vậy là tao phải dặn dò. Con nói má nghe nè, con đi về con gấp và con quên con nói chuyện với má. Ờ, làm gì gấp vậy? Con làm giấy tờ rồi xong hết trơn rồi. Hả? Bây giờ á là tới ngày hôm nay là bây giờ con đưa giấy tờ là chuẩn bị là con đi nước ngoài. Con đi nước ngoài, con nói thiệt với má luôn là con với vợ con đã tính rồi. Tụi con tính đi nước ngoài định cư. Cái này thì hơi gấp nên giờ tụi con mới nói với má. Tại vì bây giờ có đợt đầu tư là định cư luôn cho nên là con làm luôn. Ủa là hai đứa không ở đây với má nữa? Đâu, má đi chung với tụi con luôn. Dạ đúng rồi má, sao mà tụi con bỏ má được? Làm sao bỏ má được, trời ơi má gì lớn tuổi rồi, con trách nhiệm con phải phục vụ dưỡng má. Rồi cái nhà này ai coi? Trời ơi, mình cho thuê. Cho thuê lấy... người ta đâu có giữ gìn nhà cửa cho. Quan trọng gì luôn. Mình cho người ta thuê ở đây, mình lấy tiền đây mình đem qua bển mình xài nó cũng được. Mà chợ cái nhà này cho thuê bây giờ tháng cũng phải 7-8 ngàn. Không có được. Ủa bây giờ là má tụi bay hay tụi bay là ba má của má vậy? Cái chuyện đi nước ngoài là cái chuyện mà quan trọng mà không một đứa nào thưa qua với má. Nhưng mà cái bây giờ tự động quyết định cho tao đi vậy? Má bình tĩnh đi. Thật sự ra là con là con không có. Con tính là để xong chuyện rồi con nói, chứ tụi con tính cái chuyện này lâu rồi. Là phải lo cho con cháu của mình má ơi. Lo cho tương lai mấy đứa nhỏ má. Ờ vậy thì con với lại con cháu đồ đi đi mà lo cho tương lai tụi nhỏ. Rồi má ở đây mình ai lo cho má. Má già rồi đừng có lo cho má. Má không được, má phải đi chung với tụi con. Không, tụi con làm giấy cho má luôn rồi. Làm giấy cho má luôn rồi. Nhưng mà má không có biết nói tiếng Anh tiếng Mỹ hả? Qua đó con mướn một đứa phiên dịch lúc nào cũng ngồi kế bên má hết. Má chỉ cần nói chuyện với nó rồi nó nói lại. Trời ơi, đâu có được, không được, có được. Má yên tâm đi. Ở bên đó không có bà con gì hết buồn. Bà con là dễ lắm má ơi, má có tiền tự động bên đó má có bà con à. Hả? Má chỉ cần có tiền thôi là má có bà con hết. Má đi tới đâu cũng vậy, má có tiền là má có người quen, yên tâm. Không được, tôi đi rồi, trời được. Ơi, bây giờ má gì, má sống má... ở cái tuổi này má sống vì má hay là má sống vì tụi con? Hay là má sống vì cháu của má? Má sống vì ai? Má phải sống vì tụi con, má phải sống vì cháu má đúng không? Nhưng mà bây giờ cho nên má phải quyết định đi. Con lấy giấy tờ của má con làm luôn rồi. Con đi rồi ai lo? Ai lo cái gì? Lo cái nhà này con bán luôn. Không, không, cái nhà này sao lại bán nhà? Con kêu bán cái nhà này luôn. Ủa mày sao mày không nói qua má gì hết trơn vậy? Tại vì con thấy má còn vương vấn căn nhà này. Tao vương vấn nhiều thứ lắm, không chỉ phải căn nhà này. Má vương vấn cái gì con bán cái đó, má nói đi. Má vương vấn cái gì? Con bán con qua kia con làm cái y chang cho má như vậy.
Nhưng mà bây giờ tụi con lo cho má đi không nói. Con Duyên, dạ, ba con nuôi con lớn, bây giờ con bỏ ba con đi đành đoạn sao? Không, con không có bỏ ba, nhưng mà má biết tính ba con rồi đó, ổng đâu có thích đi đâu. Ba của con... Duyên á là... Chứ tao cũng đâu thích, tụi bay cũng ép tao đi vậy. Má là má của con, má phải đi với con, ba của Duyên con sẽ thuyết phục. Là ba của Duyên á là sớm hay muộn gì cũng qua thôi. Từ từ ba con mới qua, bây giờ ba không có chịu qua liền thì tụi con thuyết phục 5 năm, 10 năm gì đó, ba qua sao cũng thôi được. Thôi vậy thôi, ổng đi tao mới đi, còn không tao không. Ủa sao, ủa, sao vậy? Kỳ vậy? Tụi con làm giấy tờ xong hết rồi, vậy má không đi bỏ là má không đi nhiên, được. Ba của Duyên đi, má đi làm sao? Bộ má với ba Duyên có gì với nhau hả? Đâu không, không có gì hết trơn á. Ý là ổng được tự quyền quyết định thì tao cũng phải được tự quyền quyết định chứ. Đâu phải là tự quyền quyết định đâu, tại vì ba của Duyên giấy tờ chuột chạc, với lại má là cái người quan trọng, má phải qua trước rồi sau này vợ con đẻ chữa mà nói qua, làm má sao? Sắp xếp phụ tụi con, nhà cửa đồ, con đẻ chữa rồi nữa sao? Má. Rồi tao đi bên đây rồi ba nó ở đây ai lo? Ủa thì ba con thì giờ bình thường ở mình hả? Ủa làm sao? Ý là xui gia cũng phải lo cho ổng chứ. Xui gia chứ đâu phải vợ chồng đâu mà lo dữ vậy. Rồi, má với ba Duyên có gì với nhau hả? Có gì là có gì, nói vậy là sao? Sao tự nhiên má lo cho ba Duyên giống như là mẹ của Duyên lo cho ba Duyên vậy? Không phải, ý là tao bực chứ. Bực chứ. Sao tự nhiên má bực? Bực, lỡ má đi rồi bên này ổng lấy, ổng có ai sao? Ủa? Ba con ý... có ai thì ba của tốt Duyên... mà lấy ai là sao? Ý là vậy phải không? Bây giờ con Duyên nó là con dâu má, đúng không? Thì bây giờ lỡ như ổng ở đây, ổng gặp người nào đó không có đàng hoàng và đối xử ngược đãi với ổng, rồi cái Duyên nó biết nó buồn, nó rõ ràng thôi. Con nói má nghe nè, má lo cho má đi. Chứ con thấy ba của Duyên á là rất là kỹ và đàng hoàng, mà cái người đàng hoàng thì không bao giờ mà quen những cái người tào lao. Đúng con vậy. Má đó, má ở đây một ba mình con, mà con mới lo đó. Người lắm, má đừng lo. Ba con thì cũng khỏe trơn à, tự đi tới đi lui lo lắng cho bản thân mình được, mà ba con tính ba nói một là một mà bây giờ ba không chịu đi. Có tầm mấy má tháng nữa đó là con với Duyên là lo cho má trước là vậy, má đây một đúng mình rồi. Là thế nào là má cũng hư rồi. Trời. Chứ gì nữa, ngày nào má cũng live stream rồi này kia kia nọ. Má ở nhà má lành mạnh, má live stream chứ má đi đóng phim đâu. Con nói má cái chỗ mà phim ảnh đâu là cái cạm bẫy rất nhiều đó. Con nói má nghe, má làm không, gì cạm bẫy? Má không đọc báo hả? Biết bao nhiêu diễn viên nữ mà đổi tình để mà lấy vai diễn. Mày có điên không? Mày có điên không? Má nói là người nữ trẻ đẹp tới tuổi má rồi ai thèm đổi nữa. Nhưng mà nhiều khi ông đạo diễn cái gu là má là sao, ông kêu má đổi, má lên vai chính má đổi không? Thôi bay bà. Thôi bây giờ má nghe lời tụi con đi, tụi con tính vậy là tốt nhất cho má rồi đó, má đi theo tụi thôi, con đi. Không có gì má, nè quà con để đây cho má nghe. Quà gì? Vừa con vô trọng, con chuẩn bị vali rồi, đi rồi. Trời ơi gấp lắm đi rồi. Là đi gấp vậy đó hả? Con đi gấp lắm rồi. Ủa, má khi nào mới đi? Bây giờ con đi qua bển trước, xong rồi cái con chuẩn bị đồ này nọ rồi con quay về con rước má là mà làm má đi 2 tuần nữa. Trời đất ơi. Đúng rồi má, ở nhà sắp xếp đồ đạc đi rồi chuẩn bị bán luôn căn nhà nha má. Đi qua bển đi, mình kinh doanh ở bển luôn cho nó tiện. Ủa trời ơi. Cái gì vậy? Ủa sao là sao ta? Tao tức à? Ủa sao mắc gì đi thì đi một cặp luôn chứ mắc gì tôi đi rồi ổng được ở lại. Ủa là sao? Rồi ở lại đây rồi có gì sao ai biết? Chị Xuôi ơi, chị Xuôi. Ông này mốt chết linh dữ lắm nè, mới nhắc đã xuất hiện. Trong nhà nè, vô đi. Chị Xuôi. Tối thì vô chứ đứng ngoài kêu gì. Phải không? Con Thảo là con Thảo. Trời ơi, trên mạng bây giờ nó rần rần quá trời quá đất. Rần gì? Cái phim mà chị đóng đó, bữa tôi qua vô tình tôi đóng với chị đó. Trời ơi, cái phim gì mà, cái tên gì đó? À, cái gì à, lòng người dạ thú đó. Không có, nó bỏ rồi, ông đạo diễn đổi tên mới rồi. Tên gì? Vừa bắt đầu đã kết thúc. Trời ơi, trên mạng đang khoái cái vai của chị mà, cái vai mà tôi với chị mà, cái cảnh mà hung nhau đó. Vừa bắt đầu đã kết thúc. Nói về mối tình của hai người đó rồi cuối cùng kết thúc đó. Gì vậy? Không lẽ định mệnh là vậy sao? Gì vậy? Bị tim thầm hả? Có đâu, tim thầm là người ta để đây ông ơi. Nó mới đi thưởng tầng trăng mật về. Ủa, đợt nhân viên về hả? Nó về rồi, nó vội vã, nó soạn đồ, nó đi nữa. Về chưa thấy nó qua bên tôi. Nó gấp lắm hả? Nó gấp lắm. Trời ơi, hai đứa đi hưởng tuần trăng mật về chắc vui ha. Vui. Nó kể cho chị nghe gì không? Nhiều. Mà nó có nhiều cái nó
làm tôi vui lắm. Gì hả? Mà vui không có nổi. Sao vui không nổi? Anh không có hiểu được đâu. Mà ông nói cho tôi hiểu. Tự nhiên cái nó đòi đi nước ngoài định cư, mà đùng một cái nó đòi hai tuần sau là bắt tôi phải đi theo tụi nó. Là bây giờ cái nhà này là phải bán đi luôn. Là tôi qua bển nó tôi ở với tụi nó, một thân một mình tôi bên đó. Còn cái hai đứa nó đi mạnh vòng vòng đi mạnh vợ, giờ đi tôi ở nhà một mình tôi ôm cháu nội. Là con Duyên với thằng Đực mới báo với chị là vậy. Đúng rồi. Mà sao anh không chịu đi vậy? Con cháu anh đi sao anh không đi? Anh Dương vấn ai đây mà anh không đi? Nói đi, anh trả lời tôi coi. Tại sao tôi đi mà anh ở lại? Anh liên tiếp cái gì đây mà anh ở lại? Giấy tờ trục trặc sao đấy? Giấy tờ anh trục trặc gì? Thì nó nói vậy ngay vậy. Vậy sao giấy tờ tôi suôn sẻ vậy? Sao giấy tờ tôi không trùng chặt luôn đi? Thì đó cái phim đó vừa bắt đầu đã kết thúc. Thôi đi. Anh thích chị lắm đúng không? Anh thích tôi đi lắm đúng không? Thôi bây giờ già rồi, giờ quá phụ con cháu là cũng đúng rồi. Muốn không muốn gì cũng phải chịu. Ai mà muốn đi nước ngoài lúc tuổi già? Càng già là càng muốn về quê. Nhưng mà giờ mình già rồi không? Đi để lo cho con cháu, tương lai con cháu. Nhưng chứ mà còn tương lai mình gì nữa. Nhưng mà tôi không muốn đi. Chị không muốn đi, mất nói gì không muốn đi. Đi bển buồn. Buồn cũng phải chịu. Chị đi rồi chắc tôi ở đây tôi vui. Vậy thôi giờ không mấy, anh dẫn tôi đi trốn đi. Hai đứa mình đi bụi đời đi. Tôi không phải đen phong mà dắt em đi trốn. Tàu lao, già sắp chết rồi đi trốn. Bà qua Mỹ, ở nhà lo biết đứa nhỏ cho hai chồng nó làm ăn. Thấy không? Tôi ở đây, tôi lo nhà lo cửa. Rồi, khi nào giấy tờ nó đủ, tôi qua, tôi ở bên đó luôn. Rồi biết chừng nào nó mới đủ? 15, 20 năm nữa cũng được giấy tờ hả? Lúc đó ông còn sống ha? Không. Nói gì mà cũng nói được. Anh ơi, nhanh lên đi, trễ giờ bây giờ nè. Còn qua ba em nữa đó. Ủa ba? Ờ về. Ủa ba hai đứa. Dạ con mới về. Xong rồi con chuẩn bị đi nữa rồi. Ba, tụi con định qua gặp ba. Rồi giờ đi đâu đây? Con đi qua bển. Con làm giấy tờ đó luôn. Ủa Duyên không nói ba nghe à? Cái đó nói thời gian rồi. Nhưng mà ba đâu nghĩ nó nhanh vậy. Nhưng mà bây giờ thôi thật vậy nè, ai có giấy tờ thì người đó cứ đi trước. Dạ. Còn ai chưa có giấy tờ người đó đi sao? Dạ. Không có bà yên tâm biết má sao. Má con có giấy tờ rồi má con đi trước. Thôi không mấy giờ đợi khi nào không có giấy tờ má đi chung. Trời ơi con nói thiệt với má, má lưu luyến cái chuyện mà diễn xuất của má đây đúng không? Má yên tâm đi. Ở bên đó cái gọi là cái kinh đô điện ảnh. Nhưng mà khán giả bển không phù hợp với má. Đâu, nhiều khi diễn xuất đâu có cần bất đồng ngôn ngữ nhưng mà ngôn ngữ cơ thể của má nữa. Má giỏi lắm, má yên tâm. Người trên mạng người ta khen má quá trời mà. Khen gì? Mà nói là nhìn mặt má là người ta hiểu ra được câu chuyện luôn rồi. Phải không? Đúng rồi. Nhưng mà bộ đi ra đâu bên đó có con lo. Hai tuần đi liền. Hai tuần nữa nghe. Bây giờ hai đứa đi qua bển trước để sắp xếp rồi. Dạ đúng rồi. Đúng qua gì rồi đúng không? Dạ đúng rồi, con qua bển sắp xếp nè, giấy tờ con đã cầm sẵn rồi nè. Hai tuần nữa tụi con về đón má xong với lại làm giấy tờ cho ba. Ba đừng lo nha, ba yên tâm rồi, tụi con qua đón ba. Giấy tờ của nha, ba là cái chỗ chặt là cái chỗ đi mà địa chỉ đi cũ với địa chỉ mới rồi đó. Dạ. Duyên, em đẩy qua con qua anh chào ba cái. Con đi ba. À. Ba nhà bình an nha. À. Đi nha má. Nhớ hai tuần là lên đường nha má ơi. Con đi nha má. Ờ đi. Má ăn đi. Thôi sắp xếp đồ đạc xong nha. Tụi con về đón rồi đi liền đó. Đi như chim vậy ta. Mới về đã vừa đi nữa rồi. Con đi nha ba. Thôi đi con, đi công chuyện là quan trọng và tương lai là quan trọng. Đi nha, về con đón ba sao nha, má sao nha. Thôi. Bây giờ vậy cuộc sống mà nó phải diễn ra, không? Vậy chị đi trước tôi đi sau mới có gì đâu. Nhưng mà có đi không? Hay là tôi ở bển tôi ngồi tôi đợi tôi chờ rồi tôi chết queo trên bển luôn. Nó như ở trên dòng đời này
có duyên gặp lại, còn không có duyên thì thôi. Rồi tôi với ông là có duyên hay không có duyên? Thôi mà chị Xui, cũng đừng buồn. Cuộc đời này á, đôi khi lướt qua nhau đó là chuyện bình thường mà chị Xui. Thôi thôi tôi đi về đây. Ôi trời, không có lại nói chuyện nữa hả? Chuyện gì nữa, mệt quá. Nhiều khi nó nói đi đi chứ, 2-3 năm nữa chứ không có đi nhanh gì đâu. Mà nó nói 2 tuần á, 2 tuần là tôi đi rồi. Ông không lưu luyến gì luôn. Ông biết tôi lo gì mà, ông biết vì sao tôi không chịu đi mà. Gì à? Xui da. Thôi tôi về đây. Xui da thôi mà. Có bà con hàng xóm gì đâu, có bà con máu mủ gì đâu, cũng người dân nước lã thôi mà. Mắc gì đâu, có gì đâu mà không yêu được chứ. Cái đồ vô tâm, cái đồ vô tình. Chúng ta đang quay trở lại với 7 nụ cười sướng. Ê, thua là anh Trung quá ha. Mình thua đó anh Lực. Anh làm gì anh Trung vậy? Anh tự đeo mắt kiến là thắng. Rồi, thắng đứng về bên kia. Dạ vâng ạ. Ba bạn thua. Tôi xin lỗi, tại vì tôi là người thua. Tôi không phải là lý do lý cháu về nhà bạn, nhưng mà cho tôi xin lỗi tôi nói cái. À, lúc nãy tôi trong lúc tôi lim dim, tôi vận động tôi mệt quá, tôi nằm trong kia tôi lim dim. Tôi có vô tình tôi nghe được một bạn hình như là quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc. À, nói là đội bên kia làm sao thắng được, tại vì Tú Hảo với lại Lan Ngọc là chung một công ty. Thế tôi mới bật dậy. Tôi nhìn à, thì ra là vậy. Ủa là thì ra là vậy, có nghĩa là hai bạn này chung một công ty. Tại sao chung một công ty mà họ không về chung với nhau, mà họ cử Tú Hảo qua bên đội mình? Anh đừng có đâu, anh mời mà, anh mời người ta anh về, mời người ta về mà. Anh đừng có đánh Ngọc, nữa. Ngọc có hành động. Ngọc có hành động đó. Một đàn chị. Em thấy là anh cũng mê, nên thành ra là anh mê. Anh em... mê. Cái gì nữa, để cho trò chơi vòng hoài. Không cho Vinh bồng không luôn. Không chưa thả xuống luôn mà anh. Cái đó nó cao, còn cái thấp là tôi để cho Vinh hưởng hết mà. Mặt còn nhấp lên cái mũi ba lần thể hiện có sự quát đồ đó. Tính ra là công ty của mấy bạn là đứa nào tôi cũng sự quát hết rồi. Mỗi bạn một màu đi ạ. Tôi lấy màu hồng. Trời ơi, men ghê. Đứng trước màu hồng. Thôi, quên. Dạ. Khách mời chọn đi Trinh. Em màu vàng đi cho mùa xuân nè. Dạ là màu hồng đúng không em, màu xanh. Rồi. Ủa anh sao vậy? Tại vì nó nói anh men anh tức. Anh men đó, anh đứng giờ đâu có vô màu hồng. Đúng rồi, anh đứng chính giữa màu hồng xinh á. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cánh cửa của Tú Hảo để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Phải nha, thí dụ có người nào hù thì phải nói trước nha, chứ người ta giật mình nha. Không, mở đi ạ. Mở ra. Mở ra, bước vô. Đứng cửa, bước vô. Trời ơi, nó bắn cái này là... Má may mắn cho em. Yeah! Mùa xuân tươi vui. Này là đăng quang hoa hậu rồi đó. Một người may mắn thì hai người còn lại gây súng chĩa từ dưới chĩa lên. Cẩn thận quay hàm. Cẩn thận gãy quay hàm. Mở cửa đi lượt. Sao anh kia thế này là đỡ nhất nè. Đứng trong cao lên. Khỏi phải nhảy súng luôn rồi. Anh phải quay mặt vô. Tao quay vô được mặt. Anh quay cái mặt anh vô. Vô.
vô. Thấy không? Một ba. Trời ơi. Trời ơi, muốn tét luôn á. Ừ. Tết cho Thúy Dinh. Trời ơi. Anh nghĩ cái này. Em là em thấy em bước ác rồi đó. Còn đó là. Chà. Bước vô. Bước vô anh Dinh. Bước vô. Chích giữa. Quay lưng mặt quay đi. Quay lưng mặt quay đi. Quay lưng mặt quay đi. Đi. Cái gì vậy? Trời cái ơi. Gì vậy? Màu. Màu. Màu nước. Phạt ai? Thì lưa hết nè. Dính cái bãi thì lưa hết nè. Cái đó mà đưa cái này vô là chết em luôn á. Bắn cái chân mà đau như gì á. Sao phạt luôn tụi em. Ủa đáng lẽ mình phải chứng minh đi á. Cái gì vậy? Vậy sao hả em? Em cái gì mà em? Ủa em không bị gì hết. Em không bị gì hết. Gì đâu mà tôi ăn hai quả nè. Tôi kiểu là cứ dân mạng nhiều chuyện á. Không hết. Ô là trời. Nè em không kẹp luôn á trời. Em ổn quá trời, dân mạng lắm rồi. Em ổn quá hả? Em ổn quá hả anh? Như vậy là hiện tại là chúng ta hôm nay là xứng đáng, thua xứng đáng. Xứng đáng. Thua xứng đáng. Thua chung một công ty là thấy xứng đáng. Hai người chung là công ty tôi thua xứng đáng. Không có gì tôi buồn phiền hết. Họ đẩy qua đội mình. Họ đẩy qua. Suy yếu. Họ đẩy qua đúng. Họ đẩy qua. Họ nâng gà họ lên. Thua rồi. Mà không phục. Thôi anh nhìn nhận thực lực của bản thân anh đi chứ. Anh phục. Anh phục xứng đáng. Anh đổi thua đồng đội nói hoài. Chung là team bên này thua công ty Lan Ngọc là xứng đáng. Hả tôi mến, em thấy anh này chơi vui không? Dạ vui, em thua nhưng mà em rất là vui luôn á. Trời ơi em hết mình quá trời luôn, em thấy tại vì kế hoạch của em rồi đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì em tới đây đâu phải là để thắng đâu, em đã nói ngay từ đầu rồi, tại em nghe cái mùi rồi anh. Quên, mà nói cậu đó mình quên. Không có nghĩ là mấy đứa nó ghê gớm vậy. Không có nghĩ. Hèn gì tại sao mà lúc Thúy Dinh đang ẩm vậy mà bạn lật ngược lại không cho Thúy Dinh ẩm lên. Thúy Dinh đâu hai chơi mấy... bất cần thân thể. Lúc đó mình cũng thắng mà. Hai cái tay đưa đóng đưa lên được thì phải dừng lại. Trời ơi, nhưng mà từ lúc đó trở đi là Dinh bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt ngại ngùng rồi. Tụi anh mấy mùa rồi. Hay vừa vô trong xong em nghe mọi qua cái tập hôm nay là anh Dinh lời nhất. Sao lại? Em đâu biết đâu, em nghe mọi người nói vậy anh mà. Anh chưa kịp nha, anh mới trời không có rút mà liền. Anh chưa kịp có nghĩa là anh đã nghĩ tới rồi phải không? Thẳng tay bốc hốt. Anh hốt rõ ràng anh mới. Anh không có giống em. Anh đừng có vậy. Em là không có tự nhiên mà vô mà em chọt em ngắt cái ngon này nữa. Rồi lắm nãy hôm nay thấy sao? Bình thường là em chỉ đứng dưới em nhìn các anh chị chơi. Em đứng ở dưới em chạy cảm giác là trời mấy người ta là chơi dùng gốc sạm trí. Bữa nay thấy sao? À, hôm nay em chơi thấy rất là vui và có nhiều trò chơi không như em nghĩ. Tại vì cái kiểu mà lúc mà ở ngoài xem thì sao mọi người kiểu quá khó khăn giống việc những cái trò chơi như vậy. Nhưng mà khi mà thật sự ghê chơi em thấy em mệt thiệt. Có những cái đoạn mà em phải nằm nghỉ luôn á. À, đánh giá đội bạn như thế nào? Anh Luật. À, anh Luật với anh Minh chơi rất là đẹp. Đó. Đó. Anh còn nương tay với em đó. Em biết mà. Hồi nãy là anh mới lướt sơ qua cái khỏe rồi đó. Thì anh chưa có gì nha. Ngày hôm nay là cũng như là bước đầu thôi, là chúng ta mời Lê Minh Hải để đại diện cho bên bên ban tổ chức. Mai mốt sẽ mời luôn các bạn điều hành luôn. Lên chơi Minh Hạnh cho trận cho biết. Mời điều hành lên đây đi, mời các bạn nào suy nghĩ mấy cái trò bột rồi nè, rồi mời bạn thiết kế mấy cái trò này. Lên chơi một lần đi. Hôm nay rất là vui, cảm ơn quý vị, cảm ơn chú Hảo, cảm ơn Lâm Minh Hải, cảm ơn các bạn trong gia đình Bảy Nụ đã mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin chào, hẹn gặp lại.